Em bán em, ủa hay chứ có mọi bên như vậy được gái thì tiếng cái bàn nó đen mà giờ lên Facebook gái đẹp em bán được lúc nick ảo anh đưa hỏi một cái trả lời đấy xếp sang nhà thôi đi. Cái ví dụ nhờ bạn bè thì được, cầm qua thì được chứ. Tiền ship cao hơn tiền mua mà. Mấy cục mụn nó như siêu sao này. Nhỏ em đẹp quá hả? Cái gì đẹp hụt nhau quá. Đẹp không? Nó thấy ngắn lẫn vô tàn tàn nhất luôn. Chị Loan, Loan nói thì chị Loan phải nâng cấp em lên. Nâng cấp gì được? Nâng nổi mình nào quá ai nâng như nổi. Càng ngày càng nặng. Nâng lên gì e quá mà. Em mà phải có cái kit của xe ô tô thì kit em lên được. Cảm ơn à. Nó bay còn chưa. Chuyện mấy giờ anh qua kìa thành có 20 30 mới trả nó 20 này. Đứa này chịu đau nó ăn sướng. Mà cũng dễ nha chị, nhưng mà nhắn điều đau đâu. Anh đi cái phần camera đi gần con mụn á. Phần camera á. Cái cục camera á.
Góc mô cũng để cái tâm ở giữa là muộn nặng, tâm giữa là được. Hiểu không? Có. Đi xuống ăn này. Mấy giờ rồi? 12 rưỡi. Ôi trời trời trời. Không nghĩ luôn, 12 rưỡi. Lần trước em qua cũng được quay, giờ cũng được quay. Siêu sao rồi. Không biết buồn hay biết rồi. Vì khi được quay về thì chắc nên để vài tháng mới được ăn quá. Tháng rưỡi, 2 tháng nữa. Nuôi ghê đó. Em muốn qua lắm mà bạn không có thời gian, hôm nay mới xếp được. Bồi da. Em. Dạ. Yeah. Bồi da. Thì chưa. Thiệt không? Thiệt mà. Có thì nói, không có giấu chi. Mới nhìn cái bàn tay của hắn, mới đến mất cái bàn sao nhỉ? Như bàn tủ mi á. Hay là lớn không? À nhỏ. Anh? Nhỏ mi đúng không? Chắc là mặc áo này chắc nhỏ hơn đấy. Lớp 12 đó. Từ chị... Kêu thím, mình kêu được chứ, chứ kêu chị. Mình kêu thím anh. Ông nay nhìn không già. Cũng nhìn không già. Cũng sắp xỉ. Thôi mình để mụn hơi trơn. Mình một vài tháng đi rồi, lâu mới có bù. Xuyên đi làm đẹp em ơi. Xuyên đi có sữa. Như mấy hả anh? Có bù chưa? Chứ là chị chưa đẹp à? Chị đẹp rồi, chị đang lưu ở bài anh đẹp hơn. Chị chưa có ảnh thứ hai thứ ba. Chị thì ba. Rỗ mặt dễ thương để rỗ vô. Thứ gì hấp chăn ngủ từ chắc. Hử? Chứ cá có đi, sợ cái nơi không đủ ấy. Sợ cái không đủ nè. Vậy ta có thấy rồi. Nghe mấy giờ ta mệt rồi đó. Mà em yêu đi kìa. Quá luôn đi nè. 10 phút 20 giây. Chứ quay luôn đó. Chứ sợ không đủ. Không đủ thiệt cái gì. Nó quay nhiều đi. Thank you.
hơi mặt mày dính mặt mình luôn, ác kinh. Các chị xếp vào nút mũi. Hai ấy là răng mà mò mò mấy cho anh qua của con cu mà. Ủa như của em à? Ô trời trời, chị mới em nói biết em luôn đó. Em chỉ kêu nãy chị mời ai mới nhạc mới qua bài. Chị nói em nãy chừ đó, chọc em đó, cái em mới khoan nãy chừ. Em đâu để ý đâu. Em cũng thấy ớn, mày không biết qua. Ai ớn hết luôn. Do TikTok mà em thành nhạc ngắn, cái máy ấy. Nghe tao mệt ngang luôn. Của ông không biết. Nhà em gần đây không em? Dạ cũng không gần lắm mà cũng không xa lắm. Là đâu? Ở gần cầu Hòa Xuân. Hòa Xuân à? Dạ. Hòa Xuân là xa đó. Dạ em lên đây cũng chưa tới 10 phút. Không, chưa qua cầu. À, rồi thì cũng bình thường, không sao không gần. Nói chung chưa, nó 10 phút thì nó cũng gần mà. Thiến học trường Phao Trinh nè. Ô tê cái chân à. Ánh thắt được rồi.